Welcome back! Chào mừng các em trở lại với phần skill của Unit 7 Cultural Diversity. Và chúng ta sẽ đến với kỹ năng speaking, kỹ năng nói. Ở đây chúng ta sẽ so sánh truyền thống cũng như là phong tục của hai quốc gia. Và sau đấy sẽ thảo luận những cái yếu tố này ở quốc gia Việt Nam của chúng ta. Ok, và chúng ta hãy đến với hai quốc gia nhé. Chính là Russia và UK, nước Nga và nước Anh đúng không nào? Vậy thì nhiệm vụ chúng ta ở task 1 chính là các em hãy nhìn cho cô bốn cái câu ở đây và hãy thử xem thử là đấy là những cái suy nghĩ, những cái sự vật, sự hiện tượng đến từ nước Nga hay là nước Anh nhé. Và đầu tiên các em hãy sử dụng cái kiến thức của mình để đoán thử xem, sau đấy đọc cái bài khóa dưới đây và các em sẽ thử cho cô tìm những cái thông tin để xem thử là cái mà cô đã trình bày đầu nó sẽ thuộc về nước nào nhé. Ok. Have you finished? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. The sandwich was invented in... Và đáp án của chúng ta sẽ là UK. Đối với câu tiếp theo, Black Cat chính là Russia. Và đối với number 3, the bridesmaid wear something borrowed, something blue, something old, and something new. Thế thì đấy là cái quan điểm của the UK. Và câu cuối cùng, people in Russia believe that money goes to money. Vậy thì hãy thử tìm trong bài những cái thông tin để củng cố thêm cái đáp án của mình nhé. Đối với phần đầu tiên nào, the UK chúng ta sẽ thấy là the sandwich was invented in England in 1762 đúng không nào? Và ở đây chúng ta lại tiếp tục với thông tin là cô dâu thì không phải nên mặc cái gì đấy, phải đi mượn này, xong rồi là những cái gì đấy màu xanh này, cái gì đấy cũ là cái gì đấy mới này. Ồ, thật là nhiều cái để nhớ. Ok, và đấy chính là truyền thống của nước Anh. Và với nước Nga thì như thế nào nhỉ? Đầu tiên chính là Black cats will bring bad luck. Như vậy là cái con mèo đen nó sẽ là tượng trưng cho cái điều không may mắn. Và cái niềm tin thứ hai đó chính là gì nhỉ? Money goes to money. Tức là cái tiền tài nó sẽ trở về cái nơi nó thuộc về. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thử nghĩ xem nhé. Đầu tiên các em sẽ thảo luận về cùng một quốc gia và các em thử xem thử là theo mình thì cái điều nào mà các em cho là thú vị nhất ở quốc gia đấy. Và các em có thể sử dụng các mẫu câu sau. Ví dụ, I think the most interesting thing about, ở đây có thể quốc gia là, điền cái tên quốc gia ở đây, ví dụ UK chẳng hạn, is that. Và các em có thể nói cái mà em cho là thú vị nhất ở ngay sau đây. Đối với cái bạn tiếp theo, các bạn có thể thể hiện cái sự đồng ý của mình hoặc không đồng ý bằng cách là các em có thể nói là do you. Và có thể là đưa ra cái quan điểm của mình là cái việc gì đấy, cái sự việc gì đấy nó thú, theo em là nó thú vị hơn chẳng hạn. I think, và sau đấy là it's more interesting. Và một bạn khác cũng có thể là thể hiện cái sự đồng ý của mình. Ví dụ như I agree with B chẳng hạn, I find, và chúng ta có cái sự việc đây, the most interesting. Như vậy các em đã sử dụng cái so sánh nhất và so sánh hơn, cái phần ngữ pháp mà cô đã nhấn mạnh ở phần của bài học hôm nay để áp dụng vào bài nói này đúng không nào? Và sau khi các em đã thảo luận xong ở nhóm của mình về cái mà em cho là thú vị nhất ở đất nước đấy, thì các em lại tiếp tục thảo luận với một bạn khác. Và ở đây các em có thể giới thiệu về quốc gia. Ví dụ như các em chọn quốc gia là nước Anh chẳng hạn, thì chúng ta có thể nói là I read about the UK. Tôi đã được đọc về nước Anh. Và sau đấy các em có thể nói cái điều mà em cho là thú vị nhất. What I find interesting about the British is that. Và sau đấy chính là cái thông tin mà chúng ta sẽ điền vào đây. Và có thể là bổ sung thêm chẳng hạn, để làm cho cái phần bài của mình càng thêm sinh động. Ví dụ in addition, they. Và the most interesting hoặc là strangest thing about them is that. Đấy thì những cái cách này, cách nói như này chúng ta có thể đều thể hiện ra được là cái mà các em cho là nó thú vị này, nó lạ nhất này đúng không? Và tương tự thì ở đây là cái trường hợp là một bạn khác lại tìm hiểu về đất nước Nga chẳng hạn, thì chúng ta nói là sounds interesting để chúng ta thể hiện cái cảm xúc của mình là nghe những cái thông tin này thật là thú vị. Và sau đấy thì chúng ta lại tiếp tục nói I read about Russia đúng không? Và what I learned about their traditions and customs is. Vậy thì đây là những cái cấu trúc mà cô đã nhấn mạnh ở đây, các em đều có thể sử dụng được. What I find interesting about hoặc là what I like about. Đấy, tất cả những cấu trúc đấy đều có thể sử dụng được. Hoặc có thể là the most interesting, the most strangest thing about. Ok.
Vậy thì tương tự với cái đoạn mà chúng ta vừa làm, thì ở đây chúng ta hãy thử thảo luận về quốc gia Việt Nam. Và chắc chắn là những cái hình ảnh này nó rất là quen thuộc với các em rồi. Ví dụ như là những cái ý tưởng mà người ta đưa ra ở đây về food, về thức ăn chẳng hạn. Chúng ta có bánh chưng, chưng cake, có phở, có nem này. Và đối với đồ uống thì chúng ta có trà, cà phê, những cái đồ uống nhẹ hoặc là những cái đồ uống hoa quả, đúng không nào? Về thể thao chúng ta lại có bóng đá, bóng chuyền này, rồi là rất là nhiều các môn thể thao khác nữa, và những cái lễ hội. Và cái điều này thì cô nghĩ là cái mà chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đây, đó chính là Tết Holiday, lễ Tết này, rồi là Giáng sinh hay là Trung Thu chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta bàn về cái quốc gia của mình thì đừng quên những cái mẫu câu mà cô đã đưa ra ở đây. Chúng ta có thể nói là I think, và sau đấy là the most popular food. Khi các em nói về chủ đề thức ăn chẳng hạn, thì các em có thể nói là cái quan điểm của mình đó, theo em có thể là phở, hoặc là theo một bạn khác có thể là bánh chưng hoặc là nem chẳng hạn. Ok, với cái ý kiến để mình thể hiện là cái sự khác biệt, các em còn nhớ không? Oh, really? For me, hoặc là I think, hoặc là in my opinion. Và sau đấy sẽ thể hiện cái quan điểm của mình. Đối với bạn này thì name is best. Ok, và khi mà chúng ta lại có thể dùng các cái mẫu câu khác, ví dụ I don't really think so, tôi không nghĩ vậy. Và bạn này lại đưa ra một cái suy nghĩ khác, đó là chưng cake is more popular than name. Ok, vậy thì cô tin rằng là với những cái gợi ý của cô thì các em có thể hoàn toàn tạo ra được cái đoạn hội thoại của mình, đúng không nào? Và đừng quên làm bài tập trên trang tiếng Anh.com nhé. Goodbye and see you in the next lesson.